Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp tập quán triệt văn kiện hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Hoạt động thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng thống Mỹ Obama cam kết chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ giúp đỡ châu Phi. Tổng thống Nga Putin sa thải 110.000 nhân sự Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng với tâm nguyện uống nước nhớ nguồn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về hoạt động này tại các địa phương. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương và mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Tý ở xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc. Đây là hai mẹ Việt Nam Anh Hùng mà Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà một số thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân tiêu biểu. Tại các gia đình đến thăm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc các mẹ sống khỏe, sống vui là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Thân nhân các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và chúc cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã đến thăm tặng quà thương binh Lê Văn Mực, thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Hoan, thôn Phong Doanh, xã Bình Dương và mẹ liệt sĩ Ngô Thị Hiền, thôn Đông, xã Vân Xuân. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ huyện. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tặng quà của huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện cho các gia đình. Trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đại diện các gia đình chính sách vui mừng phấn khởi, bày tỏ niềm cảm ơn, hứa khắc phục khó khăn, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, mới đây Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Đảo đã tổ chức trao quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Tam Đảo. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với nước và các gia đình chính sách về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã dành 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng trao 8 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chiến tranh đã lùi xa, nhiều người lính trở về mang trên mình thương tích, thậm chí mất đi một phần cơ thể. Nhưng với ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, họ vẫn không lùi bước trước những khó khăn của cuộc sống, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Hội cựu chiến binh huyện Lập Thạch là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào của cựu chiến binh tỉnh. Đặc biệt, nhiều cựu chiến binh huyện Lập Thạch vượt lên hoàn cảnh khó khăn, lao động sáng tạo trên mọi mặt trận. Hội cựu chiến binh chúng tôi có những hoạt động để mà động viên, giúp đỡ cựu chiến binh vượt lên để trong cuộc sống đời thường. Một là tổ chức thành lập các câu lạc bộ làm kinh tế giỏi ở cấp xã và cấp huyện. Hiện nay chúng tôi có 358 hội viên tham gia cấp xã và 57 hội viên tham gia cấp huyện. Đi vào hoạt động giúp đỡ động viên nhau trong quá trình phát triển sản xuất cũng như là khắc phục những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Cái thứ hai, nhân các ngày lễ lớn của đất nước cũng như ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì Hội Cựu chiến binh cùng với các cơ quan đoàn thể trong huyện phối hợp tổ chức đi thăm hỏi động viên các cựu chiến binh. Trở lại cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa lại tiếp tục tham gia công tác chính quyền và các đoàn thể, tập trung phát triển kinh tế, giáo dục con cháu lao động. Dù ở cương vị nào,
nhưng họ đều nêu cao nghị lực phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tiêu biểu như cựu chiến binh Hà Thế Sử, thôn Sau Ga, xã Tử Du. Với gần 20 năm trong quân đội, tham gia nhiều trận đấu và bị thương, trở về quê hương với thương tật 82%, nhưng ông đã không khuất phục trước số phận, vươn lên trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Mặc dù năm nay, ngoài 70 tuổi, sức khỏe đã suy giảm, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại tái phát. Thế nhưng ông vẫn luôn gương mẫu, không chỉ bảo ban, giúp đỡ con cháu mà bản thân ông vẫn tích cực tham gia vào phát triển kinh tế gia đình và theo ông, lao động cũng để rèn luyện sức khỏe bản thân, tạo thêm niềm vui trong cuộc sống. Cựu chiến binh Phan Thanh Giản, xã Xuân Lôi, cũng là một người lính có ý chí và nghị lực kiên cường, trải qua nhiều khó khăn vất vả, vượt lên phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy 6 người con. Đến nay kinh tế gia đình đã khá giả, con cái trưởng thành nhưng ông Giản vẫn hăng say lao động, nghiên cứu và tìm hiểu những kiến thức mới để áp dụng vào chăn nuôi. Tôi là thương binh 2/4, 75% thương tật về địa phương. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì tôi trở về là tham gia kinh tế và nhận thầu cái hồ từ năm 1982. Và về phát triển kinh tế gia đình thì nó có nhiều những cái mô hình như là chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, rồi thì chăn nuôi ao hồ. Thì năm 1996 thì chính thức là trước kia là chúng tôi làm chung, năm 1996 thì tôi làm riêng. Thì nhìn chung là kinh tế phát triển được. Hai nữa là những ao hồ thì cộng với lợn gà mỗi một năm bình quân thu nhập nó khoảng từ 120 đến 130 triệu. Trừ chi phí thì cũng dư được khoảng 5-60 triệu. Cựu chiến binh huyện Lập Thạch là những tấm gương tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên của những người một thời anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc trên chiến trường. Và nay, họ là những người sản xuất giỏi, những người hết lòng vì cộng đồng xã hội. Điều chúng ta học được ở họ là ý chí vững vàng, không chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức học tập quán triệt văn kiện hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức cho toàn thể cán bộ đảng viên của hội. Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã giới thiệu những nội dung quan điểm cơ bản nhất trong văn kiện hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Ngoài ra, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy còn phân tích tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thông qua buổi quán triệt đã giúp cho mỗi cán bộ đảng viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nắm và hiểu rõ được các nội dung cơ bản của văn kiện hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, từ đó vận dụng triển khai các nhiệm vụ liên quan tới chi đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, qua đó nhằm tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của Đảng, sức mạnh của bộ máy nhà nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có những ngày bận rộn với một chương trình nghị sự dày đặc trong chuyến thăm Kenya đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Ông cũng muốn nhân chuyến công du này thúc đẩy hợp tác thương mại hơn nữa với châu Phi, một khu vực đầy tiềm năng và phát triển năng động. Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu châu Phi đang chuyển mình và là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Những người trẻ đang tận dụng công nghệ để thay đổi châu Phi làm kinh doanh. Điều này tạo ra cơ hội cho người châu Phi và cho cả thế giới, giúp thúc đẩy tăng trưởng, thương mại và tạo việc làm. Châu lục này cần phải là một trung tâm tăng trưởng của toàn cầu. Ông Obama đã công bố cam kết chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ, ngân hàng, các quỹ và những nhà từ thiện Mỹ để giúp đỡ châu Phi. Một nửa số tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ và những người trẻ tuổi đang muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, ông Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Kenya trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo. Cùng với đó, Washington sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt tài chính và huấn luyện cho lực lượng an ninh Kenya để có thể đối phó hiệu quả hơn với các phần tử khủng bố. Bộ Nội vụ Nga sẽ giảm đi hơn 110.000 người sau khi Tổng thống Putin ký một sắc lệnh vào tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một sắc lệnh vào tuần trước có nội dung hạn chế số lượng nhân viên của Bộ Nội vụ nước này xuống còn hơn 1 triệu người. Theo đó, nhân sự của Bộ Nội vụ Nga gồm cảnh sát, lực lượng an ninh, bán quân sự và văn phòng an toàn đường bộ sẽ giảm đi khoảng 110.000 người, tương đương 10% tổng số lượng hiện nay. Ông Putin đã cắt giảm chi tiêu chính phủ 10% trong năm nay do kinh tế nước Nga rơi vào suy thoái vì các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu giảm đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngân sách của nước này. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Putin cũng tự cắt giảm 10% lương
ngay sau khi yêu cầu tất cả các bộ trong chính phủ trừ Bộ Quốc phòng cắt giảm chi tiêu. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh ngừng ném bom các phiến quân thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC trong cuộc xung đột kéo dài nhất tại Mỹ Latin này. Phát biểu tại một sự kiện của quân đội tổ chức ở Cartagena, Tổng thống Santos cho biết, tôi đã ra lệnh ngừng không kích vào các doanh trại nơi có mặt các thành viên của nhóm vũ trang này. Vòng đàm phán mới này diễn ra với hai vấn đề khác biệt, đó là hai bên đã cam kết xuống thang xung đột trong khi vẫn tiếp tục đàm phán và phương pháp luận thay đổi. Như vậy, các nhà đàm phán hiện sẽ được chia thành các nhóm chuyên viên để giải quyết các vấn đề khác biệt trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hòa đàm. Theo báo cáo do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố, nước này hiện có 410.000 thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 29 không có việc làm trong nửa đầu năm nay, mức cao nhất được ghi nhận trong nửa đầu của các năm. Điều này làm trầm trọng thêm các mối quan ngại về triển vọng việc làm, vốn vẫn không mấy sáng sủa đối với thế hệ trẻ của Hàn Quốc. Mức thất nghiệp cao nhất trước đây của thanh niên Hàn Quốc trong nhóm tuổi này được ghi nhận là 402.500 người trong nửa đầu năm 2000. Số người trong độ tuổi từ 20 đến 29 bị thất nghiệp ở Hàn Quốc chỉ dao động quanh ngưỡng 330.000 người sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhà nghiên cứu Kim Quang Sốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundai nói rằng số người không có việc làm có xu hướng tăng lên khi sự tăng trưởng việc làm chủ yếu dựa vào các công việc hay hợp đồng tạm thời. Và hiện tượng này xảy ra khi số việc làm gia tăng ngược với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm. Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch công bố nhiều biện pháp nhằm tạo thêm việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh họ đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm việc làm do những người hiện đang có việc làm sẽ được kéo dài tuổi làm việc và nghỉ hưu muộn hơn. Các nhà quản lý dược phẩm châu Âu đã bật đèn xanh cho loại vaccine ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới khi đánh giá loại vaccine này là an toàn và hiệu quả khi sử dụng ở trẻ em tại châu Phi. Đây là một trong những động thái tích cực để loại vaccine này có thể được sản xuất đại trà và sử dụng rộng rãi trên thế giới. Loại vaccine phòng bệnh sốt rét đầu tiên trên thế giới có tên gọi là Mosquirix hay LTSS. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã chấp nhận việc đưa vào sử dụng tại châu Phi loại vaccine này sau khi có những đánh giá tích cực về kết quả của quá trình thử nghiệm tiêm Mosquirix đối với hàng chục nghìn trẻ em tại 7 nước châu Phi từ năm 1998. Mosquirix phát huy tác dụng tốt nhất đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tháng tuổi. Đối tượng được tiêm 3 liều vaccine trong 3 tháng khác nhau và được tiêm mũi nhắc lại khi bước sang giai đoạn 20 tháng tuổi. Cùng với nhóm tuổi này, việc tiêm Mosquirix đã giúp giảm tới 1/3 các trường hợp mắc sốt rét nặng trong vòng 4 năm. Mosquirix do hãng dược phẩm Anh GlaxoSmithKline, gọi tắt là GSK, điều chế và sản xuất. Mosquirix là vaccine đầu tiên có tác dụng chống tác nhân gây sốt rét ở người, và đặc biệt là điều chế dành riêng cho trẻ em ở châu Phi. Đây có thể là loại vaccine sốt rét đầu tiên được cấp phép sử dụng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.